Hôm nay Mộc sẽ cho mọi người coi gọi là giường của Khắc, gửi mẫu cho Mộc nha. Đó, thì thực sự là hiện tại thì mọi người thấy là cái thị trường nó cũng rất đang là khó khăn nha mọi người nha. Mộc có nói là dân đồ gỗ ở khu Mộc gọi là chết hàng loạt luôn, gọi chết gọi như sung rốt với mọi người đó. Còn như bên Mộc nha, thực thì Mộc luôn nói là bên Mộc thì nó vẫn có công việc, gọi là tuy không chạy lắm nhưng mà vẫn đủ để nuôi rèn nhân sự. Bên Mộc là có công việc cho mọi người thì Mộc cũng rất là mừng rồi. Nó gọi là sự phát triển của Mộc trong mấy năm nay gọi là phát triển vượt bậc rồi mới làm được cái chuyện như vậy mọi người. Chứ bình thường không là Mộc phải sa thải nhân viên cũng hơi bị nhiều ấy. Đó, thì cái giường này là của An Tâm nhé mọi người, nên Mộc đặt cho mẫu giường này là giường Tâm luôn. Đó, thì cái mẫu này ấy, An Tâm gửi mẫu qua và Mộc làm theo y chang thôi. Nó có điều đặc biệt là đây, cái hộc kéo. Mọi người thấy cái hộc kéo này. Đấy, một bên nhé mọi người nha, bên kia nữa, bên kia có hai hộc như vậy luôn. Thang dẹt của nó là gỗ gõ đỏ luôn nha mọi người nha. Đấy, giường này giá lấy, Mộc nhận làm cho An Tâm là giá là 24.900.000 cái giường gỗ gõ đỏ này nha. Mọi người thấy cái chiều cao của nó là hai cái tấm chém này rất là lớn nha. Cái tấm chém này rất là mắc tiền này. Cái tấm chém này là 45 này. Đấy, cao lên đây là từ đất lên đây là tới 66 nha. Rất là đẹp. Hai chém này là gỗ gõ đỏ 100% và rất là dày nha. Tấm này thì nó dày là tầm khoảng 1/4 nha. Đấy, mọi người thấy vân này. Đây, vân cong 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 lên nha. Vân mặt trước nha, cho mọi người coi vân mặt sau. Đây là vân mặt sau của gỗ nha. Đấy, mọi người thấy đẹp không? Đấy, giường này thang dẹt của nó cũng là gỗ gõ đỏ. Đây cho mọi người coi thang dẹt rất là đẹp, làm rất là cứng kép và chắc chắn nha. Và hai cái cột giường này là ngang 8 phân, là dày là 5 phân rưỡi. Đấy, rất là đẹp luôn. Đó, gỗ gõ đỏ 100% nhé. Nhưng mà thực sự là nếu mà mọi người xài cái hộc kéo này ấy, thì thường Mộc luôn nói mọi người là cái hộc kéo này ấy, thì của các giường gỗ gõ đỏ nó khá là nặng. Nên nếu mà mọi người thích đặt hộc kéo ấy, thì mọi người thích đặt mấy cái hộc kéo của mấy cái giường sồi hay là tần bì bên Mộc ấy, mấy cái giường khoảng 7 triệu mấy, 8 triệu hay 10 triệu là rất là ngon rồi. Chứ không đến nỗi mà phải xài cái loại rất là mắc tiền như thế này đâu. Còn mấy cái giường mà gỗ công nghiệp ấy, mọi người để ý em, các giường gỗ công nghiệp ấy thì chỉ có 4 triệu tám một cá thôi. Đấy, thì cũng làm hộc kéo cũng ngon lành cầm đèo mọi người. Thì nhiều như An Tâm khách của Mộc thì ăn điều kiện ăn dư dả quá. Có kể tùy mỗi người nha mọi người nha. Tại vì một số khách ấy thì lại thích gỗ quý, gỗ phải mắc tiền, vân đẹp rồi nọ như thế này. Còn như Mộc là cái lớp trẻ thì Mộc thích mấy cái mẫu gọi là nó nhẹ nhàng hơn. Chẳng hạn như xài mấy mẫu gỗ công nghiệp hoặc là những mẫu gỗ tần bì thôi là được rồi. Thì xài chẳng hạn như xài khoảng mười mấy hai chục năm mình thích mình đổi nội thất, mình đổi kiểu khác. Chứ không thích mà theo kiểu như xài hàng theo kiểu những tủ áo mà 70-80 năm như thế này. Những cái tủ này hay những cái giường này mọi người để 70-80 năm nó cũng chẳng có hư đâu nha. Đó, những cái đồ gỗ như thế này là gỗ quý nha mọi người. Những cái tủ hoàng gia này nó đi theo combo. Tủ hoàng gia này là ngang 2m2. Tủ này là giá 30.900.000. Tủ này cao lắm á. Đưa để Mộc chưa đo cái chiều cao bây giờ. Đây, tủ này là cao 2m33. Đấy, sâu tủ này 8 60 rưỡi. Tủ này là sâu là 60 rưỡi, cao 2m33 và ngang 2m2. Giá là 30.900.000 cho cái tủ này. Gỗ gõ đỏ Nam Phi 100% nha. Đấy, và mọi người nên lưu ý là cái loại này là Mộc làm không pha gỗ nha. Mọi người để ý là nó có những loại ở khu làng nghề Mộc làm thì người ta sẽ pha qua gỗ thao lao hay bằng lăng thì nó sẽ rẻ hơn. Đấy, thì cái loại này của Mộc là gỗ gõ đỏ 100%, không có pha gỗ. Đấy, còn một số khác đó, hôm bữa Mộc phải xử lý cho một cái tủ gỗ cam xe mặt gõ của chị kia, nghĩa là tủ cam xe mặt gõ nhưng mà cái hậu ở đằng sau này của chị ấy, thì người ta pha qua gỗ công nghiệp MDF
và chỉ xả thời gian thì cái nước nó làm hư cái phần hậu đằng sau, thì Mộc phải lại làm một cái hậu tủ bằng gỗ cao su Mộc lên, Mộc thay cho chị đó. Có những trường hợp mà khách hàng đặt những cái chẳng hạn như đặt mấy cái nhỏ nhỏ như vậy thì Mộc vẫn nhận Mộc làm nhé mọi người. Như tủ này là 30.900.000 nha. Làm rất là đẹp nha, bên trong này Mộc chà sơn rất là láng nha, chứ làm không có làm lông láng nha. Chà sơn xịt từng ngóc ngát luôn á. Bên này có hai cái treo đồ này. Bên này mọi người có làm cái treo đồ với cái này thì để đồ dài mọi người. Làm bản lề hơi giảm chấn nhá. Và bốn học tủ phía dưới. Tủ ấy kéo cái học kéo thì nó nặng thiệt á. Đó, nhưng mà tùy người, một số khách của Mộc, Mộc bán cái tủ này cho khách rất là nhiều. Đó, một số khách rất thích những tủ này. Nhưng mà Mộc thì Mộc xài cái tủ có mười mấy triệu thôi. Tại vì Mộc thực sự nói mọi người là Mộc là cái lớp trẻ phía sau. Mộc Mộc cũng sản xuất những cái mẫu này, nhưng mà nếu mà nói về thích xài ấy, thì Mộc thích xài những cái mẫu mà đơn giản thôi. Đấy, cái phong cách mọi người. Còn những cái này thì Mộc làm cho khách thì những khách gọi là trung niên đó mọi người, khoảng 40 mấy thì người ta cũng thích những tủ này. Cũng có mấy anh chị mà xài kiểu như là trẻ trẻ, lớp trẻ trẻ của Mộc cũng thích những tủ này, nhưng mà cái số lượng ấy nó cũng ít mọi người. Còn đây là một cái tủ đầu giường. Cái tủ này là giá 4.2 triệu. Cái combo này thôi này cũng ra là 60 mấy triệu mọi người. Gỗ có đỏ nha. Cái loại này là một thiết kế học ảnh này. Cái tủ này là của khách luôn đấy, 4.2 triệu. Của khách khác mọi người, không phải của anh Tâm đâu, của khách khác. Nếu mà Mộc làm theo yêu cầu thì nhiều người yêu cầu những yêu cầu rất là lạ mọi người. Còn những anh khác mà anh kêu là để mấy ấy bữa anh đặt mấy cái tủ này anh mang qua Mỹ mọi người. Đọc không? À, có học kéo bên đây. Đấy, mọi người có thể để đồ nha. Đó. Rồi, xong combo rồi mọi người. Đấy, mọi người thấy combo giường Tâm này và tủ áo hoàng gia, tủ học đồ giấu đồ ẩn này thế nào? Nhớ để lại bình luận phía dưới nhá. Chào mọi người.